bà Phạm Chi Lan, nguyên phó chủ tịch tổng thư ký phòng thương mại công nghiệp Việt Nam, và ông giáo sư Chu Hảo, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, vừa có buổi phỏng vấn với đài phản động BBC tiếng Việt về những vấn đề nóng trong xã hội Việt Nam, trong đó có vấn đề đồng tâm đang được dư luận chú ý quan tâm. Đầu tiên là bà chuyên gia nửa mùa Phạm Chi Lan với tầm hiểu biết pháp luật hạn hẹp nhưng đã mạnh mồm định hướng pháp luật cho vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm. Như bà nói, về những vụ việc cụ thể như Đồng Tâm, tôi rất trông đợi chính quyền rút cuộc sẽ xử lý như cách ông Nguyễn Đức Chung đã xử lý khi đến với người dân Đồng Tâm và ký biên bản chấp thuận như vậy. Bây giờ họ có thể nói là theo luật pháp thì sẽ phải đưa ra vấn đề này để xem xét vi phạm pháp luật đến đâu của người dân hoặc là những người công chức liên quan vi phạm đến đâu để xử lý. Thì tôi mong là kết luận của việc xem xét vi phạm đó sẽ là người dân không vi phạm hoặc là vi phạm của người dân không đáng đến mức phải xử lý. Bà Phạm Chi Lan lại đọc báo đài phản động như BBC tiếng Việt quá nhiều nên không còn phân biệt được phải trái trắng đen nữa rồi. Hành vi sai phạm xảy ra tại Đồng Tâm là quá rõ ràng và cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe. Nhóm người gây ra hành vi này chỉ là một bộ phận nhỏ trong xã Đồng Tâm, không phải là toàn thể người dân nơi đây. Do vậy, việc bảo vệ những thành phần xấu như thế này đều không thể chấp nhận được và cũng không phải theo ý nguyện của người dân xã Đồng Tâm. Các cơ quan điều tra mới chỉ khởi tố vụ án, chưa hề khởi tố và bắt giam ai liên quan đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật và hủy hoại tài sản xảy ra vào giữa tháng 4 năm 2017. Việc khởi tố này là cần thiết để xác định mức độ của hành vi sai trái, xác định hậu quả để làm căn cứ giải quyết cho thấu tình đạt lý. Mặc dù mới chỉ khởi tố vụ án, nhưng những đối tượng xấu như Lê Đình Kình, Lê Đình Công đã run sợ và tìm cách liên hệ với các thế lực thù địch nhằm giúp đỡ bao che cho hành vi sai trái của mình. Đến lượt vị giáo sư kinh tế cũng hùa theo những lời thiếu khôn ngoan của bà Lan, giáo sư khoa học Chu Hảo, nhưng cũng hiểu biết pháp luật cũng chỉ là đứa giống như một đứa trẻ tiểu học thì lại phát ngôn như thế này. Và khi xem xét vấn đề đó thì phải xem xét ngay đến những người đã nhân danh công lý đàn áp, chấn áp và đã gây thương tích cho ông Kình. Cái đó phải làm trước, tại sao bây giờ lại không nhắc đến? Cho nên ở Đồng Tâm, đừng để ông Kình phải nói lên tiếng nói đau xót như sau. Mới đây tôi rất đau xót khi nghe ông nói rằng chúng ta có thể phải hy sinh cả xương máu để bảo vệ quyền đất đai của mình. Tại sao trong một chế độ mà mình cứ xưng là dân, do dân rồi nhà nước có pháp luật mà lại để cho người dân phải nói những tiếng nói như vậy? Vị giáo sư Chu Hảo này đang tin theo lời của nhóm Đồng Thuận, một nhóm người chống đối do đối tượng Lê Đình Kình cầm đầu. Những lời lẽ này không phải xuất phát từ toàn thể người dân Đồng Tâm, mà chỉ là một bộ phận rất nhỏ những kẻ lợi dụng phá hoại thôi. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân luôn là nhiệm vụ trọng tâm mà đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, nếu người dân có hành vi vi phạm pháp luật thì đương nhiên phải xử lý, không thể bao che cho những thành phần xấu. Nếu làm theo lời hai vị chuyên gia nửa mùa này thì xã hội sẽ loạn, kỷ cương pháp luật bị coi thường. Chuyên gia kinh tế nhưng lại thích bàn luận về chính trị pháp luật nên mới lòi ra cái ngu tiềm tàng bên trong con người của hai chuyên gia này. Mọi phát ngôn đều cho thấy hai vị này không biết gì về lĩnh vực pháp luật và hình sự tại Việt Nam, hầu như chỉ nói theo cảm tính và hùa theo tư tưởng của các tổ chức phản động.